mạng trong thế giới điện ảnh gần đây đã không ít đã cho ra những bộ phim về siêu anh hùng rất hay. Các bạn được xem rất nhiều như là Spider-Man, Superman, Avengers và tất cả những dòng phim siêu anh hùng khác. Vậy nhưng có bạn hỏi mình rằng đâu là bộ phim siêu anh hùng hay nhất? Và mình là Thời Sinh Viên, hãy cùng mình đi tìm hiểu đâu là bộ phim hay nhất. Nào ok, bắt đầu cùng nhau đi săn bộ phim này. Đây là yếu tố thứ nhất. Phim hay nhất về thể loại siêu anh hùng mà mình đang nói đến là một thể loại tâm lý mở và hành động, yếu tố tâm lý và hồi hộp gây cấn. Con mồi của chúng ta mang tên đó là The Dark Knight, kỵ sĩ bóng đêm. Phim được ra mắt vào năm 2008 do Christopher Nolan đạo diễn và bộ phim đã gặt hái rất nhiều thành công trong lĩnh vực của điện ảnh. Trong suốt 10 năm qua, phim luôn đứng vị trí thứ tư của bảng xếp hạng những bộ phim hay nhất mọi thời đại của IMDb. Yếu tố thứ hai, bộ phim được mở đầu bằng một đoạn vụ cướp nhà băng của Joker và liền kề sau đó là những màn đấu trí giữa Joker và Batman đã áp đặt nên một nhân vật mà chính hai người là đã nhào nặn lên nhân vật này, đó chính là Harvey hai mặt. Yếu tố thứ ba, Joker và Batman được đại diện cho tội ác và công lý, thì xã hội và đạo đức là một phần của câu chuyện. Phim cho chúng ta thấy một bối cảnh của thành phố Gotham đã trở nên tốt hơn bởi tất cả những tội phạm đều khiếp sợ sức mạnh từ Batman, một sự thông thái, dũng mãnh và quyết liệt. Điều này cũng làm cho sự mất cân bằng về tự nhiên. Khi ấy thì Joker đã xuất hiện với Batman với một câu nói rằng: Joker thì ngược lại với Batman, mang đến sự điên loạn, mưu mô và mất kiểm soát. Cả Batman và Joker đều ở hai thái cực trái ngược nhau hoàn toàn, theo một triết lý cân bằng vô cùng tự nhiên. Yếu tố thứ tư, chúng ta thường thấy mọi người nói về siêu anh hùng. Vì với kỵ sĩ bóng đêm, phim sẽ cho chúng ta thấy thêm một cái nhìn thực hơn, một cái nhìn thực hơn là Batman cũng là anh hùng. Cả thành phố Gotham cứ như trông chờ vào một ai đó như Batman để giúp đỡ họ. Nhưng rồi đến lúc cuối phim thì chúng ta sẽ nhận ra ta mong mọi thứ nhiều hơn. Và mặt khác, ai cũng có thể trở thành siêu anh hùng. Joker đã thua trong vụ hai chiếc tàu được đánh bom, nhưng cả hai chiếc tàu đều bình an và nhờ vào những người hùng không phải là Batman. Yếu tố thứ năm, với kỵ sĩ bóng đêm, nhân vật Joker đã trở thành nhân vật có tầm ảnh hưởng nhất đối với người xem. Tên hề quái dị có một sức hút rất là lớn đối với giới trẻ và tạo ra những triết lý sống mà không giống ai, mà khi chúng ta đọc chúng cũng phải giật mình suy ngẫm. Tôi xin trích dẫn ba câu nói của Joker mà Thảo Sơn Phi rất là yêu thích. Họ cười tao vì tao không giống họ, tao cười họ vì họ quá giống nhau. Không quan trọng mày là ai, đừng mắc công thanh minh, những gì mày làm sẽ định nghĩa cho người mày. Bạn có thể tìm và truy cập để xem phim ở tất cả các web hiện nay, ví dụ như phim mới, Piru, vân vân và vân vân. Nếu bạn ủng hộ mình, xin hãy download bộ phim phía dưới phần mô tả. Xin chào và hẹn gặp lại mấy bạn trong clip lần tới.